Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu bộ 20 chiếc đai cài dây điện có thể dán được tường. Ở đây chúng ta đang có hai bộ là bộ nhỏ và bộ to. Mỗi bộ này sẽ đóng gói là 20 chiếc đai giúp các bạn cài dây điện như thế này để đi dây điện cho gọn và có khả năng dán tường. Đặc điểm của cái đai này nó là trong suốt và trong suốt luôn cả cái miếng dán này. Đấy. Các miếng dán này đều là dạng trong suốt, khi các bạn bóc ra nó sẽ trong suốt. Đây là cái đai nhỏ phù hợp với những cái dây điện có đường kính là khoảng nhỏ hơn 8 mm là các bạn có thể dùng cái đai nhỏ được rồi. Kích thước của cái đai này là có chiều dài khoảng 3 cm, chiều ngang là khoảng 1 cm và chiều cao cũng khoảng 1 cm. Đây là cấu tạo của chiếc đai loại nhỏ. Có 20 cái đai trong hộp này. Tương tự vậy ta sẽ tìm hiểu cái đai loại to. To hơn. Và cũng đi kèm cái miếng dán. Gồm có 20 cái đai. Và miếng dán này cũng là dạng trong suốt nhá. Nó khác với các loại khác là miếng dán này là dạng 3M màu trắng. Và cái miếng dán này khi bạn dán vào đây, nó sẽ trong suốt. Cái đai to thì sẽ phù hợp với dây điện có đường kính lên tới là khoảng 10 mm, tức là khoảng 1 cm. Nó sẽ vừa. Còn kích thước của cái đai to này là chiều dài là khoảng 4 cm, chiều ngang là khoảng 15 mm và chiều cao là khoảng 14 mm. Đây là chiếc đai to, còn đây là chiếc đai nhỏ. Nó khác nhau về kích cỡ thôi, còn trong suốt nhá. Dùng để cài dây điện và dán lên tường. Bây giờ sẽ xem nó trong suốt như thế nào. Ví dụ như là để sử dụng ấy thì các bạn sẽ bóc cái miếng dán này ra và dán nó mặt sau đây. Và sau đó chúng ta sẽ luồn dây điện, chúng ta sẽ dán lên tường và luồn dây điện qua cái đai này. Bây giờ tôi sẽ bóc cái lớp bảo vệ miếng dính nhá, thì các bạn sẽ thấy là cái keo này nó cũng trong này. Đây ạ, khác với các loại khác thì lớp keo này cũng trong suốt và sẽ giúp các bạn đi dây điện đẹp hơn. Và các bạn thấy là cái lớp keo này cũng trong suốt, giúp các bạn đi dây điện đẹp hơn. Và đây là hai loại nẹp dây điện giúp các bạn đi dây điện trên tường mà không phải khoan đục gì cả. Loại nhỏ là cho đường kính dây nhỏ hơn 7 mm và loại to cho đường kính dây nhỏ hơn 10 mm. Để tìm hiểu kỹ hơn về hai loại này thì các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.